Rộ tin Đỗ Mỹ Linh mang thai con đầu lòng với chồng đại gia để lộ loạt ảnh bụng to gây ngỡ ngàng. Qua hình ảnh do team qua đường ghi lại, Đỗ Mỹ Linh bà xã Đỗ Vinh Quang khiến cư dân mạng đồn đoán đang có tin vui. Hiện thông tin này đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Sáng 28 tháng 11, mạng xã hội xôn xao thông tin Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mang thai con đầu lòng. Theo đó, trong một clip quay Đỗ Mỹ Linh nơi công cộng, Hoa hậu mặc giản dị đi cổ vũ bóng đá. Người hâm mộ tinh ý nhận ra vòng hai của nàng hậu có phần nhô cao hơn bình thường ở góc nghiêng. Dưới phần bình luận, một tài khoản cũng khẳng định bà xã thiếu gia Đỗ Vinh Quang đang mang thai được khoảng 4 tháng. Thậm chí người này còn chắc nịch đã vô tình bắt gặp Đỗ Mỹ Linh khi đi khám. Tin đồn Đỗ Mỹ Linh mang thai con đầu lòng khiến dân mạng không khỏi bất ngờ, cũng như bày tỏ sự nghi ngờ trước độ tin cậy của thông tin. Hiện Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn chưa có bất cứ phát ngôn nào về những tin đồn lan truyền. Tuy nhiên, khi một người bạn thân thiết trực tiếp tác Đỗ Mỹ Linh vào tin đồn và nói Đỗ Mỹ Linh ăn cho lắm vào, nàng hậu thả icon ha ha. Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh có mối tình 2 năm kín tiếng. Sau 8 tháng vướng tin đồn hẹn hò, Hoa hậu Việt Nam 2016 mới chính thức xác nhận mối quan hệ với con trai bầu hiển. Ngày 17 tháng 10, Đỗ Mỹ Linh và hôn phu ăn hỏi tại nhà riêng. Ngày 23 tháng 10, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ ở Hà Nội. Đám cưới khiến nhiều người choáng ngợp bởi không gian lộng lẫy xa hoa. Nói về quyết định lập gia đình ở tuổi còn khá trẻ, ông xã Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, đối với tôi ăn cư lạc nghiệp rất quan trọng, chỉ hơn một tháng nữa tôi sẽ bước sang tuổi 28. Theo quan niệm của người Việt Nam, đây là ngưỡng của người đàn ông. Kể từ khi trở về Việt Nam, tôi cũng có những phát triển tích cực về mặt sự nghiệp ở thời điểm hiện tại. Tôi cũng may mắn tìm được một người phụ nữ phù hợp, tính cả chuyện duyên số cộng hưởng, nên đã có một đám cưới rất vui. Trước ý kiến cho rằng anh và Đỗ Mỹ Linh chưa thực sự môn đăng hộ đối, con trai bầu hiển thẳng thắn nói, đây là một câu hỏi rất hay, tôi thấy thật khó để so sánh điều kiện của cả hai. Đối với tôi, giá trị về tinh thần cao hơn vật chất, tôi không dám làm bàn về câu chữ của người xưa. Nhưng ở góc độ người trẻ, nếu xét về môn đăng hộ đối, thì tôi nghĩ là đám cưới của chúng tôi đã đạt được điều đó. Vợ tôi là một cựu sinh viên đại học ngoại thương, cô ấy đóng góp và được ghi nhận ở không ít cuộc thi có tính nhân văn. Các giải thưởng mà Linh đạt được đã minh chứng cho tâm hồn, tính cách và lối sống của vợ tôi. Hiện nay, Linh là biên tập viên tại Ban Thể thao Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là công việc mà tôi cảm thấy rất trân trọng và phù hợp với tính cách của cô ấy. Nói ngắn gọn, chúng tôi có sự tương đồng trong học vấn và lối sống. Đặc biệt, vợ tôi cũng làm việc về thể thao, hiểu được công việc của chồng, nên tôi thấy mọi sự trọn vẹn viên mãn. Không chỉ là một hoa hậu được yêu mến, ít ai biết rằng Đỗ Mỹ Linh còn là MC biên tập viên. Mới đây, để hòa chung vào không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, người đẹp đã chia sẻ một số cảm nghĩ về World Cup 2022. Đáng chú ý, cô đã đưa ra dự đoán về đội tuyển sẽ vô địch năm nay. Cụ thể, Đỗ Mỹ Linh đặt niềm tin vào đội tuyển Anh. Năm nay tôi thấy các đội tuyển đều rất mạnh. Một trong số những đội tuyển mà tôi đánh giá cao trong kỳ World Cup 2022 là đội tuyển Anh. Tuy không phải đội hình có đầy đủ các ngôi sao, nhưng đội tuyển Anh lại có phần thể hiện rất tuyệt vời. Chẳng hạn như chiến thắng 6-2 vừa qua trước đội tuyển Iran. Điều này cho thấy đội tuyển Anh rất mạnh và sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch World Cup 2022. Sau một thời gian dài vắng bóng, mỹ nhân Hà Thành đã trở lại với công việc MC VTV. Gần đây nhất là đảm nhận dẫn chương trình Nhật ký World Cup 2022. Cũng như bao fan bóng đá Việt Nam khác, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ mong muốn đội tuyển bóng đá nước nhà sẽ góp mặt trong vòng chung kết World Cup. Theo cô, đội tuyển Việt Nam đã có một hành trình đáng tự hào khi tiến tới vòng loại cuối cùng của World Cup và chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong những mùa giải sau.